Kính chào quý khán giả. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thi đua yêu nước. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh thực hiện. Thưa quý vị, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Phát huy truyền thống đó trong thời kỳ hội nhập kinh tế, bên cạnh tập trung phát triển kinh doanh bền vững, các doanh nghiệp trong cả nước đã và đang quan tâm, chú trọng hơn đến các hoạt động an sinh xã hội. Tại Đồng Nai, Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai Dofico là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Từ đó, chung tay cùng với xã hội xây dựng nên những giá trị tốt đẹp, lan tỏa trong cộng đồng. Đây là một trong những hoạt động thiện nguyện của Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Dofico tại Trung tâm Bảo trợ Người già và Tàn tật tỉnh. Dịp này, Dofico đã tặng 4 chiếc TV, một máy xay và nấu sữa đậu nành, hỗ trợ kinh phí làm một giếng khoan để cung cấp nước phục vụ sinh hoạt tại trung tâm. Không riêng chương trình này, những năm qua, việc tham gia các hoạt động thiện nguyện là một phần không thể thiếu trong các hoạt động của Dofico. Trong giai đoạn 5 năm, từ năm 2015 đến năm 2020, Dofico đã đóng góp và ủng hộ vào các chương trình từ thiện với tổng số tiền hơn 75 tỷ đồng. Nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa thiết thực đã được thực hiện như xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ xây dựng cầu Sa Mách nối liền hai xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu và xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, ủng hộ kinh phí xây dựng trường học, trao học bổng cho học sinh nghèo, ủng hộ xi măng để bê tông hóa đường nội đồng tại các xã Hiếu Liêm, Tân Bình, Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tổ chức các hoạt động chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên Đán và các hoạt động xã hội từ thiện khác. Ngoài sản xuất kinh doanh, rồi công ty cũng đã đề cập ba mục tiêu quan trọng nhất. Đó là mục tiêu đầu tiên là bảo tồn vốn nhà nước và nộp ngân sách hàng năm. Mục tiêu thứ hai là chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên càng ngày tốt hơn. Và mục tiêu thứ ba là công tác xã hội. Cho nên là công ty cũng chú trọng công tác xã hội đưa vô ba mục tiêu để phấn đấu. Với những đóng góp ý nghĩa thiết thực của mình, vào Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ 6 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 tới đây. Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai Dofico sẽ được tôn vinh là một trong những điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Đồng Nai. Công ty đón nhận được cái vinh dự điển hình tiên tiến trong cái phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Đó cũng là một cái mốc rất là quan trọng để cho toàn thể cán bộ công nhân viên coi đó là một cái mục tiêu lớn để cùng phấn đấu và đạt được những cái mục tiêu trong những năm tiếp theo. Hành trình thiện nguyện cũng như những hoạt động vì cộng đồng của Dofico sẽ còn tiếp tục nối dài. Mục tiêu phát triển kinh tế gắn liền với an sinh xã hội mà doanh nghiệp này đưa ra, hy vọng sẽ tiếp tục mang lại sự lạc quan, động lực sống cho những hoàn cảnh khó khăn, không chỉ riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đây cũng chính là những hành động thiết thực nhất để doanh nghiệp nâng cao vị thế, vai trò của mình trong thời kỳ hội nhập và cũng để thể hiện sự tri ân của mình với đất nước, với xã hội. Thưa quý vị, không riêng tập thể Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai Dofico, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước và đội an ninh công an huyện Long Thành là một điển hình như thế. Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là phải yêu nước thì phải thi đua. Đồng thời ghi nhớ lời thề danh dự, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Những năm qua, đội an ninh công an huyện Long Thành luôn nỗ lực hết mình để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Với những thành tích đạt được, đơn vị này mới đây đã được Bộ Công an biểu dương khen thưởng là một trong những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Theo thống kê của đội an ninh công an huyện Long Thành, hiện nay trên địa bàn huyện có 6 tổ chức tôn giáo với trên 170 cơ sở, trong đó có gần 150 cơ sở được công nhận. Ngoài ra, địa bàn huyện có đặc điểm dân cư khá phức tạp, lịch sử chính trị có nhiều điểm đặc thù, nhạy cảm. Do vậy, công tác theo dõi, nắm bắt tư tưởng, tình hình của các đối tượng luôn được cán bộ chiến sĩ, đội an ninh thực hiện chặt chẽ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, đảm bảo và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giao. Trên cái góc độ quản lý về mặt tôn giáo thì chúng tôi hết sức là phát huy cái tiềm năng phòng ngừa để đảm bảo an ninh chính trị trên cái mặt tôn giáo và dân tộc.
ngoài ra trên các lĩnh vực như là an ninh, nông thôn, không để tranh chấp khiếu kiện xảy ra. Mặc dù trên địa bàn Long Thành rất nhiều dự án sân bay, các cái đường cao tốc, khu vực Amata dân dân, nhưng rất nhiều đơn khiếu kiện vượt cấp, nhưng mà chúng tôi đã tham mưu cho đảng ủy, ủy ban nhân dân huyện, ban giám đốc công an tỉnh và lãnh đạo công an huyện để hạn chế, không để cho đột xuất bất ngờ, không để điểm nóng xảy ra trên địa bàn. 5 năm liên tục đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng từ năm 2015 đến năm 2019 và nhiều phần thưởng khen thưởng cao quý khác của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban giám đốc công an tỉnh, ban lãnh đạo công an huyện. Đó là thành tích đạt được của đội an ninh công an huyện Long Thành trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Với cán bộ chiến sĩ đội an ninh, thành tích mà đơn vị đạt được trong thời gian qua không phải của riêng bất kỳ ai, mà đó là thành tích, thành quả của sự đoàn kết đồng lòng của cả tập thể đội. Trong thời gian qua thì mỗi cán bộ chiến sĩ luôn phấn đấu học tập, rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, kể cả trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bên cạnh đó là ý thức chấp hành tốt kỷ luật kỷ cương của ngành, ra sức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật chính trị để đảm bảo yêu cầu công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và góp phần xây dựng nên một tập thể đội an ninh trong sạch, vững mạnh, đi đầu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc như hiện nay. Không dừng lại ở nhiệm vụ được giao, đội an ninh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, công tác dân vận. Nhờ vậy, việc nắm bắt tình hình luôn thuận lợi và được nhân dân hỗ trợ, tin tưởng. Không quản ngại khó khăn vất vả, tập thể cán bộ chiến sĩ đội an ninh công an huyện Long Thành luôn nỗ lực cố gắng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, nêu cao ý chí quyết tâm và sức chiến đấu trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, vì bình yên Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Được của đội an ninh các đồng chí đã làm được trong năm qua, cái thứ nhất mà tôi đánh giá đấy là cái tinh thần đoàn kết, cái ý thức trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ, nhất là đối với cán bộ chỉ huy, các đồng chí đã thể hiện được vai trò trách nhiệm của mình. Trong thực hiện nhiệm vụ thì các đồng chí đã tham mưu tích cực và chịu khó bám sát địa bàn để tham mưu chỉ đạo cho ban lãnh đạo công an huyện có những các cái hướng để xử lý kịp thời những các cái vấn đề có thể xảy ra liên quan đến vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ban chỉ huy chi bộ an ninh và ban chỉ huy đội an ninh nêu gương đi đầu để cho cán bộ chiến sĩ nêu theo, đặc biệt làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đồng thời tạo sự đoàn kết nhất trí cao để hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra thì luôn chấp hành điều lệnh nội vụ, kỷ luật của ngành và nội quy của cơ quan để thực hiện cái nhiệm vụ được giao. Đồng thời học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, đội an ninh công an huyện Long Thành xứng đáng là tấm gương người tốt việc tốt trong lực lượng công an, xứng đáng với lời thề danh dự vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Thưa quý vị, nói đến sự thành công của các doanh nhân trên cả nước, có rất nhiều cái tên gắn liền cùng với những danh xưng như ông vua, ông trùm, nữ tướng, vân vân. Nhưng với gia đình của anh hùng lao động, doanh nhân Lê Văn Kiểm và doanh nhân Trần Cẩm Nhung, không chỉ thành công trên thương trường, hai ông bà còn được biết đến là những nhân vật điển hình, biểu thị cho khái niệm vượt khó vươn lên, đã ghi dấu ấn trong lòng của mọi người với hình ảnh một gia đình doanh nhân nhân ái, nhiệt huyết và rất giàu tính cộng đồng. Bà Trần Cẩm Nhung không chỉ là người giàu nghị lực, năng động, tài giỏi trong đầu tư kinh doanh, mà còn là người phụ nữ giàu lòng nhân ái, trách nhiệm với xã hội, luôn sẵn sàng chia sẻ với cộng đồng, đặc biệt là với những người nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tôi đã nợ cái đất nước này về việc vật chất và cả lẫn tinh thần. Tại vì lúc đó là ba mẹ tôi hoạt động ở trong Nam, thì tôi được đồng bào miền Bắc cưu mang, rồi được nhà nước cưu mang. Cho nên là khi mà lớn lên và trưởng thành lên, thì tôi nghĩ rằng mình phải có cái nghĩa vụ đền đáp lại tất cả những cái ân tình mà đất nước này, mà nhân dân ở cái đất nước mình đã chia sẻ cho mình. Chính vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng mình phải có một cái sự chia sẻ, có một cái sự thương yêu và có một cái sự đùm bọc đối với những cái người mà cái hoàn cảnh nó cơ nhỡ hơn mình.
khi mà giúp đỡ được những cái hoàn cảnh và những cái mảnh đời khó khăn như vậy đó, thì tôi rất là vui, vì tôi nghĩ là những người mà được thụ hưởng cái sự giúp đỡ đó, họ cũng sẽ rất là vui. Vì tôi nghĩ là ngày xưa khi tôi còn nhỏ, khi đất nước còn khó khăn trong cái hoàn cảnh chiến tranh, thì tôi cũng khổ, tôi cũng khó như vậy. Cho nên là khi giúp đỡ lại thì tôi cũng nghĩ là giúp đỡ lại cái bản thân mình nhớ lại cái tuổi thơ của mình nhớ lại cái ngày xưa của mình nó cơ cực đến như vậy. Cho nên là tôi rất là vui và tôi rất thích. Trải suốt dọc chiều dài của đất nước, vợ chồng doanh nhân Lê Văn Kiểm và Trần Cẩm Nhung đã lập nhiều chương trình góp quỹ học bổng lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Doanh nhân Lê Văn Kiểm còn ký cam kết vận động đóng góp 5 triệu đô la Mỹ vào quỹ Vietnam Health Fund cùng tỷ phú Mỹ Bill Gates, giúp đỡ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo ở Việt Nam và ngoài nước. Tính đến nay, bà Trần Cẩm Nhung và ông Lê Văn Kiểm đã ủng hộ cho các chương trình thiện nguyện trong và ngoài nước số tiền lên tới 1.250 tỷ đồng. Tôi có cái dự kiến là cái đóng góp của chúng tôi, của tôi nó sẽ đi vào ba cái vấn đề. Cái thứ nhất tức là chúng tôi sẽ giúp đỡ cho các em mà bị bệnh tim, mổ tim, các em bé. Tại vì thường cái đau bệnh tim nặng và khó chữa nó lại rơi vào các em nhỏ nghèo, con nhà nghèo. Cho nên cái đó cha mẹ người ta rất là khó khăn. Cho nên là chúng tôi sẽ có những cái đóng góp để cho người ta bớt cái gánh nặng, để cho các em bé nó được sống một cách vui vẻ, khỏe mạnh. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là ở những vùng sâu, vùng xa và các vùng khó khăn á, thì các em nó đến trường, nó lại không có trường học hoặc là những cái trường rất là đơn sơ, thì chúng tôi sẽ nâng cấp, chúng tôi sẽ xây dựng những cái trường học để cho các em nó có cái điều kiện học hành và nó sẽ trưởng thành, nó sẽ khôn lớn như chúng bạn. Và cái điều thứ ba là chúng tôi cũng sẽ đóng góp thêm cái học bổng để mà tiếp sức cho các em đến trường, cho các cái em con gia đình cách mạng, cho các liệt sĩ, cho các cái những người thương binh liệt sĩ, cho các cháu nó có điều kiện, nó trưởng thành và nó học hành cho đến nơi đến chốn để nó trở thành những công dân có ích cho đất nước. Trong năm 2020, đại dịch COVID-19 xuất hiện, cả nước chung tay chống dịch, bà Nhung cũng không đứng ngoài cuộc. Với tinh thần tương thân tương ái, bà đã ủng hộ hàng chục tỷ đồng cho người dân và các ngành để chia lửa với mặt trận chống dịch. Tôi nghĩ là mình phải có một cái chút đóng góp nào đó để thể hiện cái tấm lòng của mình và để thể hiện cái sự nhiệt huyết của mình, để chung tay cùng với lại bên bộ đội, rồi bên công an, rồi bên y tế để mà giải quyết được những cái nạn dịch cho nó lui và cho người dân mình đỡ khổ. Cho nên là tôi đã có cái đóng góp 10 tỷ trong cái nạn dịch, giải quyết cái dịch này. Tuy là cái số tiền nó không có lớn nhưng mà tôi cảm thấy nó cũng vui, là vì mình đã có những cái sự đóng góp nhỏ bé của mình ở trong cái khó khăn chung. Với những đóng góp cho hoạt động thiện nguyện, không biết từ lúc nào, cái tên sứ giả của lòng nhân ái đã được mọi người thân mật dùng để gọi bà như một sự ngưỡng mộ về đạo đức lẫn tài năng. Hiện nay, bà Nhung vẫn cùng chồng đưa công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Gold Long Thành tiếp tục vững bước tiến lên để gặt hái thêm nhiều thành công mới. Những nỗ lực và thành công trong sản xuất kinh doanh đóng góp cho công tác từ thiện của bà Nhung đã được đảng và nhà nước trao tặng nhiều huy chương cao quý như huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba, danh hiệu anh hùng lao động. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thi đua yêu nước của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.